Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là một nhân vật trong 7 viên ngọc rồng. Nhân vật Ubu là một trong những chuyển thế của ma nhân Bư. Và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái bút chì màu đen này để tô màu cho cái mái tóc của nhân vật Ubu này nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu tím để tô màu cho cái áo của này nhá. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh lá để tô màu cho cái áo bên trong của visa của nhân vật này nhá. Mình tô màu xanh lá cho cái quần này luôn nhé. Và tiếp theo từ cái đường ở chú đuôi chú cái này chúng ta hãy gấp lên một đường để cho nó
Tiếp theo mình sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái thay anh đai lưng này nhá. Tiếp theo mà mình sử dụng màu đen để tô màu cho đôi giày này nhá. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu kem để tô màu cho cái làn da này nhé. Nhân vật Uber này có cái làn da màu nên là mình sẽ sử dụng màu nâu tô màu cho cái nhân vật này, màu da của nhân vật này. Hả? Gì em? Cái gì? Đó. Đẹp anh vừa mới ở in hôm qua ấy. Chôn cu cu rồi chôn cu keo ấy. Trời giờ đi tô mấy cái nhân vật nó cũng đầy. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.